Rồi chào mọi người. Dạo này cái đập Phước Hòa nó nước hồ thay đổi liên tục luôn, dâng lên và hạ xuống liên tục luôn mọi người, nên rất là khó dọn đường câu. Ngay cái chỗ này hôm bữa mình dọn 10 cái đường câu nè. Mình dọn mình tính mình chia sẻ cái điểm câu này cho mọi người lên câu. Nhưng mà chưa câu có cá thì bị trôi hết rồi mọi người. Do nước hồ nó dâng lên với mưa nữa, nó trôi nguyên cái đám lục bình này đi đâu hết trơn rồi. Cái nước hồ này nó dâng lên, nó hạ xuống rất là nhanh. Hôm bữa mình dọn xong, buổi sau mình câu liền luôn. Bữa mình câu có buổi chiều à, chưa có cá, mình để mấy bữa sau nữa mình lên mình câu. Thì mấy bữa sau mình lên thì thấy nó trống lóc như vậy nè mọi người. Do cái chỗ này lục bình nó mỏng quá nè. Chắc vài bữa nữa mình tìm cái chỗ nào mà lục bình nó dày nè, với lại có cỏ với đâu muốn đang xen vô trong nữa, cho nó giữ mấy cái đường câu mình được lâu hơn nha. Bây giờ thì mình đi lang thang vòng vòng đây tìm chỗ câu thôi. Rồi hôm nay có anh Hiếu ở Củ Chi lên câu. Chào cả nhà. Sẵn tiện mình dắt anh Hiếu đi câu thì mình tìm cái điểm nào ngon ngon mình chia sẻ cho mọi người luôn nha. Mời ăn sáng nha cả nhà. Đớp rồi mọi người ơi. Dính không đây? Dính rồi mọi người ơi. Móc này hầm dưới luôn. Cái chỗ này là cái chỗ hồi nãy mình dọn đường mọi người, nãy mình dọn đường phía dưới lên đây nè, mình kêu mình dọn đường bị trôi mất ở phía dưới đó này, cái ngọn nè nhìn lẩu lẩu rất là ngon đó mọi người. Ôi đớp đó mọi người ơi.
Chính rồi mọi người ơi. Rồi mọi người, con này nó sốc má đào luôn mọi người. Đó, tổ ngay má đào luôn nè. Con này khoảng 3 lạng nha mọi người. Ủa đã ghê á. Mới câu chút xíu được 2 con rồi. Đớp nữa rồi mọi người. Chạy không biết là đớp trúng không nữa nè. Nghe. Có chạy không? Đâu rồi. Chim ru ta, nghe cứng cứng mà nó không có rị gì hết à. Tấp hụt mọi người. Nó tấp hụt cái nó dướng ngay cái cọng cỏ cứng cứng mà tưởng đâu nó tấp trúng rồi mọi người. Ừ, rồi rồi, dính à. Có anh. Có đi cho nó đi, đừng giật. Hết đi rồi, hết đi rồi. Hết đi hả? Ừ. Hết đi thì đúng rồi, nó lúa xe đóng. Nó còn đi thì để cho nó đi. Con nó khá đó, con nó tắt lớn á. Nó nhỏ anh. Còn đi không? Không anh, nó cứ ngắt rồi. Giật luôn ha. Ừ. Nó đang đi thì không giật, nó đứng rồi giật. Giật luôn rồi. Rồi. Trời ơi. Nó cắn cái giò không mọi người, nó không chịu nuốt con nhái nè. Táp giò bỏ. À. Táp cái giò nó bỏ mọi người. Con cũng nhỏ à, có 2-3 lạng chưa. Phương. Tấp hụt à? Rồi. Tấp hụt thấy ghê luôn mọi người. Cá bự á anh ơi. Ừ. Hơi đớp. Hơi đớp mọi người. Đớp ngầm. Có đi dây không? Không anh, im ru rồi. Đớp ngầm là ngầm cái chân á. Không có nút đâu. Ừ. Hơi nhãn nữa rồi ta. Lấy ngón tay kia kia nha con nhợ.
buồn nhã anh ơi. Rồi đớp rồi, đớp mọi người, đớp rồi. Tụi nhảy rồi. Không không, dây dùng anh. Rồi mọi người, anh Hiếu câu dính một con. Một con rồi nè. Ê. Ừ ơi, hugo ừ, móc luôn anh nè mọi người. Anh câu dính luôn rắn luôn, ghê thiệt. Móc ngay miệng rắn luôn. Rồi, bỏ đục em đi. Này đang ráo nha mọi người, đang nước. Ờ, thằng cá hở kéo ngang táp bụp, sao còn nửa nhái. Trùng nhở không rắn mà táp ghê. Mọi người móc vô ngay mỏ luôn ghê thiệt. Này mọi người. cho nó tự do đi. Rồi sáng nay mình chỉ câu tới đây thôi mọi người. Mình review sơ cái chỗ này cho mọi người xem thôi. Thì chỗ này cá cũng nhiều mọi người, nhưng mà cá nhỏ nhỏ không à. Hồi nãy mình câu cũng có một con bự, nó được theo một con chắc phải tấm lạng vậy, nhưng mà nó không ăn. Thì mình câu hôm nay được hai con, một con hai lạng với con ba lạng, với có mấy con tấp hụt nữa, 4-5 con thì tấp hụt đó mọi người. Có chỗ này anh Hiếu ảnh câu chỗ này cũng tấp hụt quá trời luôn, không biết nãy giờ anh có lên con nào chưa, không biết. Anh còn câu bên kia kìa. Rồi anh Hiếu lên à, mọi người. Anh Hiếu câu được con nè, con này khoảng khoảng 5-6 lạng vậy đó. Đây mọi người. Nè con này khoảng 5-6 lạng vậy nha. Ôi ghê luôn á. Có khoảng 5 lạng á. Thì ảnh qua bên đó ảnh câu là bên đó một chỗ bên đó mình tấp 5 cái mọi người. 5 cái tấp hụt cái bỏ luôn luôn. Mà chỗ này cá nhiều thiệt. Cái chỗ này là chính là cái chỗ hồi nãy mình quay mình dọn đường nè mọi người, dọn đường mà nước trôi nè. Chính là chỗ đó luôn mà khúc ngọn trên nè. Mình tính ra cái lục bình nó trôi vậy mà giờ cá nó gom lên đây tính ra câu còn ngon nữa mọi người. Chỗ này vậy mà cá nhiều mọi người. Mưa giờ mưa lớn quá trời luôn. Nói chung bữa nay mình review cái chỗ này cho mọi người coi tới đây thôi nha. Cái tọa độ, cái điểm câu này là nằm ở cái bình luận đầu tiên nha. Rồi mình kết thúc video luôn nha. Rồi chào tạm biệt mọi người.